Hiền Loan xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của Kinh La. Hiện tại thì Mai đang ở buổi họp báo ra mắt sản phẩm đầu tiên của Hiền Mai và cảm xúc đang hồi hộp và có một chút lo lắng nữa. Là sản phẩm comeback. Trở lại này, ca khúc mang tên là Ra Cùng Anh, Nếu Anh Cũng Muốn Ra Cùng Em. Ca khúc này thì là một ca khúc pop ballad nhẹ nhàng. Thế nên là cái nội dung của MV Mai cũng để nó cũng nhẹ nhàng và nó hơi ạt một tí, nó hơi nghệ thuật một xíu. Cái khó khăn lớn nhất của Mai thì Mai nghĩ là niềm tin tưởng với mọi người. Tại vì tất cả mọi người đều là làm việc lần đầu tiên với nhau. Mà nếu mà không có cái niềm tin ấy thì sẽ bị, thứ nhất là mất kết nối và kiểu sẽ không có cái mood, cái cảm xúc để mà làm với nhau ấy. 2 năm kể từ khi The Voice kết thúc thì em thực ra cái suy nghĩ của em trước đấy nó hơi bị trẻ con quá. Em nghĩ mọi thứ đơn giản. Và sau khi kết thúc thì thực ra cũng có va chạm và cũng có thử sức ở nhiều nơi. Thế là em đã dành thời gian 2 năm để em cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Tự cảm thấy là mình cũng có một cái sự trưởng thành nhất định để em quyết tâm làm sản phẩm. Vì thế nên là sản phẩm này ra đời. Từ lúc làm sản phẩm cho đến bây giờ, cho đến cái lúc mà kết thúc làm thì em đều hỏi ý kiến của anh Nu. Và anh Nu lúc đầu thì anh cũng lo lắng, cũng sợ em là không tới ấy. Nhưng mà sau đấy thì anh cũng, trong cái quá trình làm anh cũng động viên. Anh làm tư tưởng, làm công tác tư tưởng cho em. Tại vì em cũng là một đứa mà hay bị tao mút, bị tinh thần bị suy sụp lắm, nên là anh đã đẩy em lên và đẩy tinh thần em lên và giúp em cố gắng làm nốt sản phẩm này. Xin chào tất cả khán giả của Kinh Live, mình là Nicky đến từ Monster. Đây, như mọi người thấy là Nicky đang có mặt tại lễ ra mắt music video Già Cùng Anh, Nếu Anh Cũng Muốn Già Cùng Em của nữ ca sĩ Hiền Mai, một gọi là một cô em rất là thân thiết với Nicky. Đối với Nicky thì Nicky lần đầu tiên biết đến Hiền Mai là khi mà được tham gia xem The Voice 2017 và chung kết và xem màn biểu diễn của anh team của anh Nu Phương Thịnh. Đã ấn tượng với giọng hát của cô gái này, rất là nội lực, rất là khỏe, rồi mới rất là trẻ tuổi. Khi mà biết là Hiền Mai lúc đấy rất là bé thì cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái giọng hát này. Và sau đấy thì cũng có một thời gian được tiếp xúc rất là thân thiết với cả Mai, là những người anh em thân thiết luôn á. Thì biết được tính cách của cô gái này thì đúng như cái lứa tuổi luôn, rất là trẻ con, rất là ngờ nghệch. Nhưng mà khi mà làm việc thì rất là nghiêm túc. Chúc cho Mai sẽ thành công trong, đầu tiên là thành công trong MV này đã, và sau đó sẽ có những cái bước tiến tiếp theo, khẳng định được cái giọng hát, tài năng cũng như là cái hình ảnh của bản thân mình trong showbiz. Và Nicky cũng như là Monster luôn luôn ủng hộ Hiền Mai. Mọi người ơi, ngày hôm nay lúc 8 giờ tối thì Hiền Mai sẽ ra mắt ca khúc Già Cùng Anh, Nếu Anh Cũng Muốn Già Cùng Em. Thì rất là mong mọi người tối nay sẽ ủng hộ Hiền Mai nha. Cảm ơn.